là cái phần MACD nó cross over cái đường 50 và nó nằm trên đây. Để mà nó có cái sóng bô thì là mình sẽ entry ở đây và mình hold đến khi mà cái sóng bô này nó kết thúc, thì nó sẽ hiển thị một cái dấu chấm đỏ và nó cho mình cái sóng bô để kết thúc. Thì đây cũng là điểm cut loss của mình. Sure là cái phần MACD nó cross over cái đường 50 và nó nằm trên đây. Để mà nó có cái sóng bô thì là mình sẽ entry ở đây và mình hold đến khi mà cái sóng bô này nó kết thúc, thì nó sẽ hiển thị một cái dấu chấm đỏ và nó cho mình cái sóng bô để kết thúc. Thì đây cũng là điểm cut loss của mình và đây là cái phần mình take cái profit. Đây là mình đánh vào cái xu hướng lên và khi mình vào lệnh điểm này nó sẽ báo cho mình cái chấm đỏ, thì mình confirm lại cái MACD coi cái dòng cái trend line này nó có nằm under cái đường 50 hay là nó trên. Nếu mà nó nằm under cái đường 50 thì đây là sóng bear, thì đây là điểm entry của sóng bear. Và sau khi đó mình make entry, và khi mình có những cái dấu chấm như thế này, đây là cái điểm mình bắt buộc phải cut loss. Mình exit ra, mình take cái profit. Sau khi đó nó có cái dấu hiệu hồi lại thì mình đợi. Mình đợi khi nó cross over cái MACD và cái đường 50 này thì nó có cái dấu hiệu chấm. À, để cho mình biết là dấu hiệu kết thúc của cây bear, thì đây là cái điểm entry. Thì sau khi đó mình confirm lại cái MACD có cái sóng này có nằm trên cái đường RSI hay không. Nếu nằm trên thì mình cứ hold nó. Ok, mình hold nó khi mà nó có cái dấu chấm như thế này. Thì đây là điểm kết thúc của cái sale, mình bắt buộc phải cut loss, mình exit ra, mình take cái profit. Và next one cũng giống như vậy, khi nó có cái dấu chấm đỏ thì nó cho mình biết là cái điểm này là kết thúc của con bear. Thì bắt buộc mình phải in, đây là cái điểm mình entry. Và sau đó mình vẫn tiếp tục như thế và mình coi cái trend line này nó có nằm under hoặc là over cái đường 50 hay không. Nếu mà nó under thì đây là điểm entry của cái bear. Và sau khi đó mình cứ quan sát, nếu mà cái trend line này nó cross over thì mình sẽ cut loss, còn nếu mà nó keep under, go under ở trong cái trend line đường 50 này thì đây vẫn là sóng bear. Đây là cách thức trade easy và cách kiếm tiền dễ nhất khi mình sử dụng nó. Và nếu các bạn setting, khi cái setting của các bạn mà khi các bạn bỏ indicator vào setting thì tức là thông số nó không có max. Nếu mà khi các bạn add cái indicator vào mà nó không có giống như cái setting của mình á, tức là các bạn chưa có được cái thông số chính xác, thì các bạn hãy inbox mình sẽ cho các bạn cái thông số để các bạn bỏ vào và các bạn